Ông khủng lồ luôn. Nghe cả nhà. Ghê chưa cả nhà. Hết thân luôn. 2 mét đó cả nhà. À, xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á, gửi đến á, cô dì chú bác và anh chị và các bạn gần xa một ngày á, được chiều giàu sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay á, thì Vũ nó cũng tiếp tục dẫn ổ thứ hai nha cả nhà. Là cũng thằng Vũ dẫn qua thôi mà dẫn qua cái ông chú vợ cả nha. Thì đi qua bên đây cũng tới cái tổ ông rồi cả nhà. Tổ ông dài đó cỡ 2 mét nha cả nhà. Nó chiều dài nó có những cái dạo nó không có nha cả nhà. Mà nhìn thấy cái tổ nó thì nó đầu ngay á. Cái bồn mật thì nó không được phì mấy nha cả nhà, nó nhìn cái gì kỳ nó lép xẹt. Đấy thì không có mật luôn. Đó. Thì nói chung bây giờ ong thì nó đầu ngay, ổ viên thì hạn hiếm cả nhà ơi. Thì nói chung mà chia sẻ bao nhiêu thì được bấy nhiêu nha cả nhà. Cả nhà xem thì cũng con cũng thông cảm nha. Đây, hôm nay cũng đi cùng với Vũ nè cả nhà. Chào cả nhà nha. Đó. Còn ông chú vợ thì ông sợ hồi nãy. ông theo ông Trình Phịnh, ông ấn cơm mà ông đi mất tiêu rồi cả nhà ơi. Ổ ông thì khỏi nói luôn rồi. Kìa cả nhà thấy không? Đó. Thấy ghê không? Từ ở trên đầu đó cả nhà, thấy không? Đó, xuống tới dưới này luôn rồi cả nhà. Ông dài chắc ở gần mét mấy 2 mét đó cả nhà. Thấy ghê không? Đó. Khổng lồ của ông luôn nha cả nhà. Rồi, để mình sẽ mình trang bị đồ nghề mình lên coi. Coi có mặt biết gì không cả nhà. Rồi, lên luôn cả nhà ơi. Thì nói đầu ngay cái ổ này ông chủ nhà ông cũng kêu phá nha cả nhà. Mà nhưng mình phá mình cũng chừa lại mới nha cả nhà. Ông kêu gọc dĩ hết trơn luôn. Ông kêu gọc dĩ cũng như là phá cho đi á cả nhà. Mà nhưng mình nãy giờ mình cũng có hỏi mình xin lại chừa lại miếng nha cả nhà, không cho nó ở. Chứ mình cũng không có phá hết nữa nha cả nhà. Thì cả nhà cũng có xem thì cả nhà cũng thông cảm nha. Mình cũng không đành phá hết nữa cả nhà ơi. Phá hết thì rất là tổn đúng không? Cái lượng con cả nhà. Không biết thôi cả nhà. Không dẫn là vô phương. Con này đốt cuối với cái nhà, đốt xe dừa khối, xe dừa quá ướt, ôi trời, xe dừa nó không được khô nè. Lớn mình chơi xì dừa lớn nha. Wow, trái này nè cả nhà. Hát thằng ngô ông luôn cả nhà ơi, ngô ông khủng lồ luôn. Nghe cả nhà, ghê chưa cả nhà, hết thân luôn, 2 mét đó cả nhà. Quá trời luôn nhà ơi. Khổng lồ cái ổ á. Khổng lồ. Nè nha. Kêu bằng ổ ông khổng lồ luôn á. Nha thấy không?
khổng lồ. Rồi để bắt cả nhà. Ông ông khổng lồ. Mời vô. Khổng lồ anh Trầm ơi. Khổng lồ anh em ơi, quan trọng là có mặt hay là không đây nè. Rồi bơm tạm hết trơn luôn rồi cả nhà ơi. Giờ cắt cắt kỹ luôn nha cả nhà. Quá trời nó bơm tạm luôn rồi. Ô trời nó bơm tạm nha. Rồi lại nó bơm tạm tới cái này luôn cả nhà. Phải cắt kỹ luôn rồi. Quá trời có ông. Nhất luôn. Lắm luôn rồi. Mình kiếp cho ổ ong luôn cả nhà, để cho cả nhà xem cho ổ ong cái nha. Dữ lắm luôn rồi. Bên này cả nhà. Tự trên đó đó. Nhà thấy không? Bơm tạng hết trơn là chạy kẹo bơm tạng luôn nè cả nhà. Bơ chạy kẹo luôn nè, tới dưới này luôn nè cả nhà. Nó còn có chít ra luôn rồi mình cắt cái dĩ luôn nha cả nhà. Hai bên luôn cả nhà ơi. Hai bên luôn nè cả nhà. Bên đây mình chưa quạt ong được tại mình hơi giấu nha. Đó, cả nhà thấy không? Dữ lắm rồi. Ổ thuốc cục thịt luôn. Rồi ổ thuốc cục thịt thiệt cả nhà ơi, cái nè. Khổng lồ luôn. Dạ, ổ. Mình đâu có chừa lại được cả nhà. Giờ để coi mình nghiên cứu coi sao. Thôi giờ mình cắt cả nhà ơi. Để hồi nó khúc mặt hết trơn. Vì nó chạy kèo nó không có chám vô cả nhà. Nó chạy kèo chám vô đó thì thấy được mình để lâu lâu được cả nhà. Chứ cái này để hồi nó hút hết trơn luôn. Vậy? Ừ. U nhanh lắm. Trèo lên nằm cắt mới được. Có nè Vũ ơi, nè lại lấy mấy này nè. Chỉ uổng quá cả nhà.
Ổ nãy đóng. Ổ nãy đóng 300 năm rồi cái nè. Ít cả nhà, không nhiều, nó đâm nó chạy kèo cũng ít. Rồi mình chừa cái khúc ở dưới này nữa cả nhà, chừa miếng này có nở hay không, quyền của nó cả nhà, nó cũng đang chuẩn bị nối dĩ vô nữa, không ai động nó, nó đóng ngược lại, ngược vô không, chuyện đó là chuyện của mấy chú ông nha, để mình bước vô một cách. Có cái nạn gì nó mới khó. Ôi ôi nó chạy, nó bơm tàn, nó bơm cái chạy kẹo nè cả nhà. Mặt già không luôn. Này cũng ít chứ không nhiều nữa cả nhà. À, phải nó bơm đầy cái ngon biết luôn, nó sống lại luôn. Bơm quá ít. Cả nửa lít mặt, muốn nón cả nửa lít nữa nha, không nhiều. Rồi, xuống nữa nha, ổ dài có 2 mét mình chữa còn nhiều đó đó. Nhà thấy không, lúc của mãi luôn nè, chữa tới đây nó còn hên đi, nó ở còn còn thôi nha cả nhà. Ổ còn kín luôn mà không giảm luôn. Bơm tàn luôn. Kèo phải chán vô được. Ủa, chưa ai gớm. Nó đóng đây 1 năm rồi nữa cả nhà. Đóng đây đã hết lần rồi, giờ nó về nữa. Hồi nãy có cái dấu sáp ló ra cả nhà, mình tính đâu ai bắt không à. Chưa ai bắt, nếu mà nó bắt lên thì dọn được lắm. Anh em á, đồng nghiệp á, dọn rồi sạch sẽ trên cái đâu không, gãy lá rồi luôn nè, mà không có lá này, không có gãy gì mà. Con già dạ đó đó mày ghê đó, con ngâm cụ thứ đó đó mới đã ra nhiều lắm. Ừ này vô nè, cầm lên quỳ miêu cái nữa coi nè cái nhà đó. Nhà thấy không, sâu rồi nè, sắp cả nửa lít rồi, cùng gom cả được nửa lít nha cái nhà. Nở ừ, quá ổ quá vậy nè. Già lắm, già luôn rồi nè, ổ rồi cả nhà. Mình cắt mình chừa lại mớ cho anh á. Chừa lại đoạn á, nó ở được, nó ở nha cả nhà. Mà cái đoạn kia thì rất là non nha cả nhà. Bây giờ thì cả nhà cũng cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á xin kết thúc cái đoạn video này nha. Ok. Ảnh phái cái đó lắm á cả nhà. Mình á, mình gặp cái mình ngán muốn ngán ngược luôn, ảnh phái. Tại không có á, ngoài này hiếm ông á cả nhà. Rồi cả nhà cũng cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á. À, tạm kết thúc cái video này nha. Nếu mà cả nhà có xem á thì rất mong cả nhà ủng hộ và chia sẻ cho anh em cùng biết, để ủng hộ cho kênh Săn Bắt có động lực làm những cái video tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi bye luôn nè, bye luôn chú ơi. Chào cả nhà em. Rồi rồi đi ra luôn.